Xốp dán tường Vĩnh Lộc, đẳng cấp của chất lượng. Chào mừng mọi người tới Vĩnh Lộc Deco. Đây là video tiếp theo giới thiệu về đề can dán tường trang trí nha mọi người. Đây là những cái mẫu đề can dán tường. Những mẫu này thì các bạn bóc từng hình ra rồi bạn dán lên tường. Kích thước thì mọi người thường hay hỏi kích thước tấm này, nhưng mà tấm này thực ra không có kích thước cụ thể. Bạn thích dán nó to ra thì bạn làm cho cái khoảng cách tường nó to ra, còn một bạn muốn nó nhỏ lại thì bạn làm cho khoảng cách tường nó nhỏ lại thôi. Đây, ví dụ như tấm này thì đây là mẫu sau khi dán lên thì nó sẽ có in hình ở sẵn ở đây. Các bạn có thể nhìn theo những cái mẫu như thế này và các bạn dán lên tường thôi. Bên mình bán tấm này rất là rẻ, tại vì hiện tại là bên mình nhập tận gốc những cái tấm như thế này nha. Đây, ví dụ như là tấm này là tấm phong cảnh mèo ngồi ghế này. Đó. Đó. Mọi người có thể thấy nha. Mấy cái này có sẵn keo, mọi người lột, chỉ cần việc lột ra là dán lên tường thôi. Mình trang trí cho bức tường phòng khách, phòng ngủ của mình trở nên sinh động hơn thì bạn nên mua những cái mẫu như thế này. Đây là những cái mẫu cây cỏ này. Mình quay cận cảnh đi cho dễ. Còn đây là cái mẫu cửa sổ mà hướng ra biển, hướng ra đảo nè. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cửa sổ hướng ra đảo. Đây là những cái mẫu hoạt hình nè. Mẫu hoạt hình nè, bạn mua về dán cho em bé, phòng em bé hoặc là nhà có em bé thì nên mua về dán. Còn đây là cũng những mẫu trang trí, mình trang trí cái góc làm việc của mình nè. Trang trí phòng khách hoặc là phòng ngủ, phòng bếp gì đó. Còn đây là mẫu họa tiết cây chuối. Họa tiết hoa chuối nè. Tiết hoa chuối. Các bạn cần coi rõ những cái mẫu này thì các bạn cứ kết trực tiếp của Zalo là 0944038797 hoặc 0344025231 á. Bên mình sẽ gửi từng mẫu cho mọi người coi để có thể thoải mái lựa chọn. Mấy mẫu này cực kỳ rẻ luôn. Mọi người chỉ cần lột ra là dán lên tường thôi. Lột những cái phần ảnh này ra nha. Rồi mình dán lên tường chứ không phải là dán nguyên một tấm như thế này đâu nha. Đây, đây là những cái mẫu động vật mà có chữ cái tiếng Anh đây. Các bạn mua về dán lên tường cho bé học tiếng Anh và vui chơi cũng rất là dễ thương nè. Đó, có 26 chữ cái tiếng Anh đầy đủ luôn nè. A đến Z nè. Rồi, đây là mẫu dán chân tường nè. Cỏ lau màu hồng. Bạn có thể dán ở phía dưới chân tường hoặc là những cái chỗ nào mà đang có cái dịch vụ cà phê gì đó. Bạn nên mua mẫu này dán lên làm góc chụp hình cho những cái bạn đến uống cà phê được. Đó, rất là nhiều mẫu luôn. Đây là mẫu những cái chậu cây nè. Mình phối tùy thích nha. Chậu hoa nè. Đây là đôi cánh thiên thần nè. Đây là mẫu con gì đây? Mẫu con hạt. Đây. Con hạt với cây chuối. Rất là nhiều mẫu. Qua bên này cũng có một số mẫu nữa. Người đi của mình nha. Đây là những cái mẫu hoạt hình nè. Mẫu hoạt hình ví dụ như đây là hoạt hình khỉ nè. Có hươu cao cổ với khỉ để mình về mình đo chiều cao cho bé. Đây là mẫu hoạt hình khu vườn thú nè. Hoạt hình khỉ nè. Còn đây là những cái bức tranh nè. Bức tranh bạn có thể lột theo ô vuông này, bạn dán lên tùy thích nha. Cái này là 4 ô bức tranh bạn dán lên tường. Đây mẫu khu cao cổ với con thỏ nè. Nhiều mẫu lắm nha. Đây, bạn nào thích cái phong cách trắng đen thì bạn nên mua mẫu này. Mẫu con khu nè. Mẫu con khu và chữ cái. Còn đây là bức tranh về biển. Bức tranh về biển. Có 4 bức tranh này bạn dán phối tùy ý. Còn đây là những cái bức tranh. Bức tranh theo phong cách hơi bị sao sống động tí. Đây. Con vật này, con vật và chữ cái nữa nè. Còn đây là bức tranh đàn tàu con vật nữa nè. Rất là nhiều. Nè, có bé thì bạn nên mua về dán cho bé chơi nhé. Bé chỉ vô con vật bé vừa học là bé vừa chơi nữa. Dễ thương. Còn đây là dán lên tường thôi. Còn đây là cửa sổ nhìn ra rừng cây nè. Mẫu cửa sổ nhìn ra rừng cây nha. Bạn dán lên bạn tạo cái kiểu đa chiều cho không gian của mình á, làm cho cái không gian của mình nó trở hơn sâu hơn thì bạn mua cái mẫu cửa sổ đó. Ngoài ra còn có những mẫu bên này. Những mẫu bên này là được in vi tính rất là sắc nét à. Như cái mẫu này gọi là mẫu hoa hướng dương này. Khi mà bạn dán lên bạn nhìn cái ô nhỏ nhỏ này nè, là sau khi dán nó hoàn thành như vậy á. Còn đây là mẫu hoa chuối nè.
chuối. Đây là mẫu kệ kệ để chậu cây này. Đây. Đây là mẫu bức tranh nhưng mà là hình lục giác như thế này. Lục giác. Có rất là nhiều mẫu này, đa dạng cho mọi người lựa chọn. Đây. Thì coi cửa hàng bên này. Mọi người có thể ghé trực tiếp cửa hàng bên Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc số địa chỉ là 1167 1167 1167 phường Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Hoặc là bạn có thể đặt hotline trực tiếp theo số điện thoại là 0944038797 để được tư vấn và hỗ trợ nha. Bên mình có rất là nhiều mẫu. Ngoài để tranh dán tường thì mình có giấy dán tường như thế này, simili dạ gỗ như thế này, hoặc là rèm cửa đó, rèm cửa đây, rèm cửa hai lớp đây đó, bản gỗ trang trí như vậy đây, hoặc là dây dán tường, như dán tường cũng có sẵn luôn, cỏ trang trí nè. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh Vĩnh Lộc Decor. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì bạn cứ ghé trực tiếp cửa hàng hoặc gọi tới số hotline 0944038797 hoặc số 0344025231 nhé. Cảm ơn mọi người. Shop dán tường Vĩnh Lộc, đẳng cấp của chất lượng.